Cô chào tất cả các em thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em bài thực hành tiếng Việt. Thực hành tiếng Việt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu kiến thức mở rộng trạng ngữ bằng cụm từ trong bài 1 ngữ văn 7 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để mở hàng hiểu được mở rộng trạng ngữ bằng cụm từ có tác dụng gì thì cô và các em sẽ cùng tìm hiểu vào ví dụ. Chúng ta sẽ quan sát một số ví dụ trong sách giáo khoa. Ví dụ thứ nhất, đêm trời mưa như chút nước. Ở ví dụ này các em hãy làm các cái thao tác chỉ ra cho cô trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ trong câu. Em quan sát trên màn hình, em sẽ thấy đây là các thành phần mà cô đã chỉ. Và để từ câu văn này ta sẽ nhận xét được, ở ví dụ một trạng ngữ chỉ là một từ, đó là từ đêm. Sang ví dụ thứ hai, đêm hôm qua trời mưa như chút nước. Các em hãy làm các thao tác xác định trạng ngữ chủ ngữ và vị ngữ cho cô. Các em quan sát trên màn hình để thấy được các thành phần đó. Và nếu căn cứ vào đây thì các em sẽ thấy ngay là trạng ngữ ở trong câu thứ hai không phải là một từ mà đây là một cụm từ và đó chính là cụm danh từ, đúng không nào? Đây là một cụm danh từ các em đã học ở lớp 6 rồi. Vậy các em sẽ thấy này, so sánh hai ví dụ này, các em sẽ thấy là câu nào mang đến cho người đọc thông tin cụ thể hơn. Rõ ràng các em thấy ở ví dụ thứ hai, đêm hôm qua đã chỉ rõ cái thời gian rất là cụ thể xảy ra cái sự việc, đó là trời mưa như chút nước. Đêm ở đây là đêm hôm qua chứ không phải là một cái đêm nào mơ hồ. Nhưng ở câu thứ nhất khi ta chỉ nói là đêm ấy, thì người đọc không thể hiểu được đó là đêm hôm nào. Như vậy qua hai ví dụ này ta thể rút ra ngay được kết luận tác dụng của việc mở rộng trạng ngữ bằng cụm từ. Trạng ngữ được mở rộng ở ví dụ hai, bởi vậy nên là ở ví dụ hai đã cung cấp thông tin cụ thể hơn về thời gian của sự việc diễn ra trong câu, và đó chính là tác dụng của việc mở rộng trạng ngữ bằng cụm từ các em ạ. Hy vọng rằng là khi các em biết được cái tác dụng của nó thì từ giờ khi các em tạo lập văn bản viết câu văn thì các em hãy biết dùng cụm từ để mở rộng thành phần trạng ngữ của câu, để cho cái thời gian, cái địa điểm đó nó trở nên cụ thể hơn, thông tin được cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Chúng ta sẽ vận dụng kiến thức hóa học để làm bài tập. Trước hết chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Ở bài tập số 1 có hai yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất là xác định thành phần trạng ngữ. Sau khi mà xác định xong thành phần trạng ngữ thì người ta yêu cầu là hãy thử rút gọn thành phần trạng ngữ trong mỗi câu và nhận xét về sự thay đổi của trạng ngữ sau khi rút gọn. Thế thì xác định thành phần trạng ngữ thì kiến thức này cô nghĩ là rất là đơn giản với các em, đúng không nào? Chúng ta rất dễ dàng tìm ra đây trong hai câu. Đây là các thành phần trạng ngữ. Vậy thì bây giờ nếu rút gọn bỏ đi, ở câu thứ nhất trạng ngữ còn lại là gì? Trạng ngữ còn lại là gì? Nào, khoảng 2 giờ sáng. Vậy chúng ta sẽ rút gọn thành phần trạng ngữ ở câu thứ nhất. 2 giờ phải mon tỉnh giấc. Đúng không nào? 2 giờ mon tỉnh giấc. Vậy nếu như so sánh với câu 2, khoảng 2 giờ sáng mon tỉnh giấc, thì rõ ràng ở phần này, trạng ngữ đã có sự cụ thể hơn rất là nhiều, đúng không nào? Cụ thể ở đây là gì? 2 giờ này là 2 giờ sáng chứ không phải 2 giờ chiều. Không phải 2 giờ chiều. Đấy là câu thứ nhất. Và câu thứ hai, suốt từ chiều hôm qua nước bắt đầu dâng lên nhanh chóng. Câu này có thể rút gọn lại thành chiều nước bắt đầu dâng lên nhanh hơn. Đấy, khi trạng ngữ không được mở rộng thì câu này sẽ viết là chiều phải nước bắt đầu dâng lên nhanh hơn. Và nếu mở rộng giống như ví dụ mà cô đang chiếu ở trên màn hình thì nó cụ thể hơn rất là nhiều, đó là chiều, đây là chiều hôm qua chứ không phải chiều nay hay là một buổi chiều nào đó. Thế thì các em sẽ thấy rõ ràng là gì? Chúng ta có thể so sánh các cái trạng ngữ khi được mở rộng thông tin sẽ được cụ thể hơn. Ở bài tập này chúng ta sẽ làm rõ hơn ở bài tập số 2. Bài tập số 2 chúng ta sẽ so sánh rõ hơn các em nhé. Ở bài tập số 2 này, so sánh các cặp câu trong từng câu dưới đây và nhận xét về tác dụng của việc mở rộng trạng ngữ của câu bằng cụm từ. Câu A1 này, trong gian phòng những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường.
A2. Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, những bức tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường. Rõ ràng Kem quan sát thấy, ở ví dụ A2, thành phần trạng ngữ được mở rộng so với A1. Và chính vì thế nên cái không gian của căn phòng hiện lên rõ nét và sinh động hơn. Cái căn phòng này là căn phòng tràn ngập ánh sáng, chứ không phải là một căn phòng chung chung nào đó. Thế như vậy thì Kem đã thấy là ngay cái cụm từ là trong gian phòng tràn ngập ánh sáng, người đọc đã hình dung ra được một không gian rộng lớn, ánh sáng thì trong trẻo, yên bình, thoáng đãng. Còn nếu như ở ví dụ A1 ta chỉ nói là trong các gian phòng, người đọc không thể hiểu được gian phòng đó có đặc biệt gì. Đấy là ở cặp câu thứ nhất. Sang cặp câu thứ hai. Sang cặp câu thứ hai, đây Kem quan sát. Thế là qua một đêm, trời bỗng đổ gió bấc, rồi cái lạnh ở đâu làm cho người ta tưởng như đang ở giữa mùa đông rét mướt. B2. Thế là qua một đêm mưa rào, trời bỗng đổ gió bấc. Đúng không nhỉ? Và các bạn thấy rõ ràng là gì? Qua một đêm mưa rào, cái thời gian của sự việc dẫn đến trời bỗng đổ gió, nó rất là cụ thể. Lý giải rõ vì sao mà trời bỗng đổ gió bấc. Là vì đây là một đêm mưa rào, thế nên là trời đổ gió bấc. Còn ở ví dụ một thì nó chỉ là một đêm bình thường thôi. Người ta không thể biết được là cái đêm hôm qua nó xảy ra việc gì mà sáng hôm nay trời lại bỗng đổ gió bấc. Đấy là ở cặp câu thứ hai. Ở cặp câu thứ ba. Trên nóc một lô cốt, người phụ nữ trẻ đang phơi thóc. Trên nóc một lô cốt cũ kề bên một xóm nhỏ. Thế như vậy thì Kem sẽ thấy là trên nóc một lô cốt cũ kề bên một xóm nhỏ, nó lý giải một cách rõ ràng về cái địa điểm, về cái địa điểm của cái lô cốt này. Cái lô cốt này kề bên một xóm nhỏ, và chính vì kề bên một xóm nhỏ nên người ta mới nhìn thấy có người phụ nữ trẻ đang phơi thóc. Đấy, rất là rõ ràng cái không gian địa điểm diễn ra sự việc mà người phụ nữ trẻ đang phơi thóc một cách cụ thể. Đấy, các em sẽ thấy rõ ràng các cặp câu ở trong bài tập số 2. Và sau khi cô so sánh như thế, các em đã thấy rõ ràng là quay trở lại phần ví dụ, các em thấy là cứ khi nào mà trạng ngữ được mở rộng thì các thông tin về sự việc được nêu trong câu sẽ được cụ thể rõ ràng hơn, các em ạ. Chúng ta sang bài tập số 3. Bài tập số 3, hãy viết một câu có trạng ngữ là một từ, để từ đó mở rộng trạng ngữ của câu thành cụm từ và nêu tác dụng của việc dùng cụm từ làm thành phần trạng ngữ trong câu. Tức là bài tập số 3 yêu cầu bạn vận dụng, Kem sẽ vận dụng. Việc đầu tiên, Kem hãy viết, là Kem đặt một câu mà trạng ngữ chỉ là một từ thôi, chỉ là một từ. Sau đó trên cơ sở đó, Kem sẽ thêm vào, có thể thêm đằng trước, có thể thêm đằng sau cái trạng ngữ đó, để chúng ta sẽ tạo thành một trạng ngữ đã được mở rộng. Cô lấy ví dụ, sáng những đóa hoa đua nhau bung nở. Sáng những đóa hoa đua nhau bung nở. Sáng là thành phần trạng ngữ. Em có thể thêm vào đằng trước hoặc đằng sau thành phần trạng ngữ này để chúng ta có một cụm từ. Và cô mở rộng như sau. Cô mở rộng như sau. Buổi sáng mùa xuân, những đóa hoa đua nhau bung nở. Thế như vậy thì người đọc hình dung rất là rõ, đây là một buổi sáng mùa xuân, rất là cụ thể rõ ràng, và câu văn nó sẽ hay hơn, có hình ảnh hơn các em ạ. Đấy là yêu cầu của bài tập 3. Và sau khi học xong bài này, em hãy vận dụng để tạo lập văn bản, viết những câu văn mà có trạng ngữ là một cụm từ, để chỉ cái thời gian địa điểm một cách cụ thể rõ ràng hơn. Chúng ta sang bài tập số 4. Bài tập số 4 là bài tập liên quan đến từ lánh. Chúng ta sẽ ôn lại một chút kiến thức về từ lánh mà các em đã học ở lớp 6. Từ lánh ít nhất là có 2 tiếng trở lên, hay nói khác từ lánh được xếp trong từ phức, phải không nào? Từ lánh ít nhất có từ 2 tiếng trở lên. Lấy lại phần âm hoặc là phần vần. Lặp lại phần âm hoặc phần vần, hay nói khác có thể lặp lại hoàn toàn, lấy lại hoàn toàn, hoặc có thể lấy lại một bộ phận. Bộ phận ở đây có thể là phần âm hoặc là phần vần. Khi mà xác xác định từ lánh, chúng ta có hai cách chúng ta xác định. Trong từ lánh thì cách thứ nhất, chúng ta sẽ xét 2 tiếng, một tiếng có nghĩa, một tiếng không có nghĩa, đó chính là từ lánh. Cách thứ hai,
Đôi khi từ lấy được ghép bởi hai tiếng đều không có nghĩa ghép lại với nhau. Nói một cách dễ hiểu, từ lấy là ghép các tiếng có quan hệ với nhau về về nghĩa. Từ lấy là ghép các tiếng của xin lỗi, từ lấy là ghép các tiếng có quan hệ với nhau về âm. Tức là các âm đó phải ghép với nhau thì nó tạo thành một tiếng có nghĩa được. Vậy chúng ta hãy tìm các từ lấy ở trong các ví dụ ABC để từ đó nêu ra được tác dụng của việc sử dụng từ lấy trong các câu đó. Trong câu A, ta rất dễ dàng tìm ra từ lấy, đó là từ xiên xiết. Xiên xiết miêu tả âm thanh của tiếng nước chảy. Xiên xiết ở đây là từ lấy tượng thanh. Chính vì vậy nó mô phỏng cái âm thanh của tiếng nước chảy. À, cái tiếng nước chảy rất là mạnh. Tiếng nước chảy rất là mạnh. Tiếng nước chảy của sau một cái trận mưa lớn nhiều nước. Chảy rất là xiết, chảy mạnh thì gọi là chảy xiên xiết. Ở phần B, từ lấy bé bỏng. Tấm thân bé mỏng của con chim. Bé mỏng là từ lấy tượng hình các bạn. Và chính vì từ lấy tượng hình nên gợi cho ta cảm nhận được về hình ảnh của một chú chim chìa vôi non nớt. Một chú chim chìa vôi thật là nhỏ bé, thật là yếu ớt, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, dám bứt phá để vượt lên trên khỏi những khó khăn. Đó chính là cái từ lấy, hình ảnh cái từ lấy bé mỏng đã mang lại trong câu thơ. Sang phần C, từ lấy mỏng manh và run rẩy. Mỏng manh và run rẩy đây đều là hai từ lấy tượng hình, hay nói khác là gợi tả hình ảnh. Đó là hình ảnh những cánh chim non nớt, nó mỏng manh, nó non nớt, nó nhỏ bé. Cái chữ run rẩy cũng thế, run rẩy chính là non nớt, chính là bé bỏng, chính là yếu ớt kia mà, chính là yếu ớt đấy. Thế mặc dù là cái đôi cánh mỏng manh run rẩy, nhưng những chú chim này lại đầy tự tin sau khi mà đã bứt phá ra khỏi cái dòng nước sông đó. Đấy là tác dụng của việc sử dụng từ lấy. Như vậy thì qua bài tập số 4, chúng ta có thể rút ra được kết luận rất là rõ ràng. Cái kết luận khi mà trong cái câu văn, câu thơ chúng ta sử dụng từ lấy sẽ được gợi ra được những cái hình ảnh, gợi ra được những cái âm thanh, hay nói khác là gợi hình ảnh, gợi âm thanh, gợi ra được một khung cảnh rất là rõ ràng, giúp cho người đọc có thể hình dung được một cách rõ ràng về cái khung cảnh, về cái sự việc mà chúng ta đang định miêu tả. Đó chính là tác dụng của từ lấy. Như vậy thì trong một khoảng thời gian cô đã hướng dẫn các em hoàn thành xong bài thực hành tiếng Việt, và có vấn đề gì thắc mắc các em hãy comment dưới video của cô. Cô sẵn sàng giải đáp những thắc mắc đó của các em. Hẹn gặp lại các em ở những bài giảng sau.